Con rồng này đang được đựng trong cái gì mà đẹp dữ vậy? Xin chào, mình là Đức từ M2 Channel. Mình sẽ giới thiệu một món phụ kiện cực chất tới từ hãng Ultra Pro, tên gọi là Resist Snap Card Holder. Sản phẩm của M2 Deal Store nên góc trên sẽ có tem phân phối ở đây. Hộp này sẽ đựng các lá bài kích thước tối đa là 63.5 x 88.9 mm, dùng cho Yu-Gi-Oh, Pokemon, Dragon Ball hay là Digimon đều ok hết. Mặt sau là quảng cáo của hãng. À, quên nói với các bạn là chữ Resist có nghĩa là phần lõm xuống cố định lá bài. Còn một loại nữa thì không có Resist, mình sẽ giới thiệu sau nha. Khui bao bì ra nè. Rồi trên tay của mình bây giờ là cái snap trong suốt. Để tách ra thì các bạn dùng móng tay mở nhẹ nhàng ở cạnh bên. Vì là resist nên phần mặt dưới sẽ làm lõm xuống giúp cố định lá bài, nhưng bù lại thì phần viền nó cũng sẽ dày hơn một chút. Đây là lá bài độc đáo mắt xanh đã được bọc sẵn một lớp bọc bài, chỉ cần đặt nhẹ nhàng vừa với phần rãnh rồi đậy nắp lại. Hai nắp gắn lại với nhau rất là vừa vặn. Vậy là lá bài đã được bảo quản một cách thanh lịch và gọn nhẹ rồi, đúng không nào? Các bạn muốn mua phụ kiện này thì ghé m2deal.com nha. Link mình để ở bio hoặc là trong phần mô tả.